channel của mình và mình là Kimotun. Ở clip hôm nay ấy, thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà lên một cục sạc này để sao cho cắm zin vào những cái chiếc xe Honda hay là những cái chiếc Yamaha có cái chân jack kiểu như thế này. Rồi, trước khi đi vào cái clip này ấy, thì mình xin phép mình nhắc lại là clip trước thì mình đã có hai cái video nói về cái cách tách mát và nói về cái cách độ lên quận cho những cái chiếc zin đời hai quấn như thế này. Và ở clip này ấy, thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách mà lên một cái cục sạc sao cho cắm như zin. Đó thì anh em thì biết là cái cục sạc AT đời VT5 này thì nó sẽ có cái chân jack kiểu như thế này. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn anh em cái cách bấm cốt để nó cắm vừa một cái jack như thế này anh em nhé. Thì cái cách bấm cốt thì nó cũng có khá nhiều những cái cách khác nhau. Có thể là anh em sẽ dùng một cái đầu jack như này và anh em cắm vào. Và sau đó là anh em lại làm một cái đầu jack để cắm sang cái bốn chấu ở đây của cái chân jack sạc zin ở trên xe. Thì cái cách này cũng được nhưng mà mình thấy là nó hơi lằng nhằng bởi vì nó sẽ qua hai cái đoạn nối. Thì cái đường nạp mà nó sẽ cần một cái dòng tiêu thụ lớn và cái một cái đường dòng sạc lớn thì chúng ta sẽ làm sao cho nó chắc nhất, ngắn gọn nhất có thể, không nên là câu ra nhiều rắc, nhiều dây dợ làm gì cả. Rồi, thì ở clip này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà gắn cái cục sạc AT vào cái rắc của Honda hay là dòng Yamaha, những cái đời xe mà có cái đèn chạy bằng điện máy đó anh em. Thì nó sẽ là chung một kiểu rắc như thế này. Đó, thì nó sẽ chung một kiểu rắc như này. Và cái con sạc của nó sẽ là tương tự như thế này, rắc kiểu này. Rồi, chúng ta bắt đầu đi vào tiến hành. Rồi, để cái công việc của chúng ta nó sẽ thuận lợi thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị những cái vật dụng như sau. Thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị 4 cái cốt 6 ly để nó sẽ cắm vào cái rắc zin ở trên xe của chúng ta. Nó sẽ cắm như thế này. Ở đây nó sẽ là rắc cái và cái cốt này sẽ là cốt đực. Thì cái cốt cái khi mà cầm ra ngoài nó sẽ là như thế này và chúng ta sẽ cắm như thế này. Đó. Và chúng ta sẽ chuẩn bị thêm một cái rắc cái. Thì ở trên xe nó có sẵn là cái rắc đực và khi chúng ta kết nối thì chúng ta sẽ cắm vào như thế này. Và chúng ta sẽ chuẩn bị thêm một cái rắc đực và một cái rắc cái loại hai lỗ. Thì ở đây là mình có loại hai lỗ, mình sẽ sử dụng loại hai lỗ, còn nếu như anh em có loại một lỗ thì càng tốt, càng đẹp, không sao cả. Và chúng ta sẽ chuẩn bị thêm hai cái cốt đực cái. Đó. Chỉ cần như thế thôi. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ đi vào tiến hành. Thì anh em thì thấy là ở đây cái cục sạc AT của chúng ta nó sẽ có cái rắc như này. Thì cái rắc này nó không phù hợp nữa, chúng ta cắt đi và chúng ta sẽ bấm cốt mới. Chúng ta sẽ làm theo cái kiểu mà để nó cắm vào xe như zin như thế này. Rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ đi vào tiến hành. Thì trước tiên là mình sẽ phải cắt cái rắc này đi đã. Mình cắt như thế thì nó không còn zin nữa. Nhưng mà anh em đặt hàng ở bên mình ấy, thì mình vẫn cứ bảo hành cho anh em cái cục này là 1 năm, lỗi 1 đổi 1. Rồi sau khi là chúng ta đã cắt cái đầu và chúng ta sẽ cắt những cái đầu dây điện sao cho nó thò như thế này. Thì anh em có thể lưu ý cho mình là khi bấm cốt để mà đẹp nhất thì anh em sẽ để ý cho mình như này nhé. Đó, cái đoạn dây điện cắt ra nó sẽ rơi vào tầm khoảng 0,5mm. Thì khi bấm nó sẽ là đẹp nhất. Rồi, thì ở đây là mình sẽ chuẩn bị thêm hai cái đoạn ống ghen nhiệt như thế này. Còn nếu như anh em không có ống ghen nhiệt thì anh em dùng luôn cái ống theo cái cục sạc ở đây mình vừa cắt ra đó. Mình thích làm kiểu này hơn, nhìn nó ngầu lòi hơn.
Ở clip trước thì mình đã hướng dẫn anh em cái cách bấm code rồi. Thì có anh em sẽ không được xem cái clip đó. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em luôn. Chúng ta sẽ đặt cái code này vào cái kìm bấm code ở đây. Nếu như anh em không có kìm bấm code thì anh em có thể bấm bằng kìm bình thường. Rồi thì bắt đầu là chúng ta sẽ cho cái dây vào. Thì anh em sẽ căn cái dây nó vừa chui vào đến tầm này. Đó, thì anh em sẽ nhìn cái mặt bên này, cái đầu dây đồng nó thò ra rồi. Và bắt đầu chúng ta bấm vào. Đó, như thế là xong. Rất là đẹp. Rồi, là chúng ta đã bấm xong những cái đầu cốt như thế này. Như thế này thì nó sẽ chắc chắn hơn là chúng ta sẽ phải nối thêm hai cái đầu rắc nữa để cắm sang cái con này, đúng không ạ? Như thế này nó sẽ cực kỳ là chắc, bởi vì nó sẽ cắm thẳng vào đây. Và bây giờ là sẽ đến một cái phần cực kỳ là quan trọng. Đó thì anh em thì thấy là mình làm, mình chia ra hai đường như thế này, nhìn nó sẽ ngầu lòi hơn là mình để một bó dây dạng kiểu này, đúng không ạ? Rồi, và bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách kết nối vào cái rắc này. Thì anh em sẽ cắm hờ cái rắc cái vào cái rắc đực ở trên xe ở đây. Đó, thì anh em thể phân biệt cho mình, đây sẽ là dây vàng, dây đỏ, dây trắng và dây xanh. Rồi, thì ở trên cái cục sạc của chúng ta ở đây thì nó sẽ có những cái màu dây gần như là tương ứng. Nó chỉ khác là ở đây nó sẽ có dây hồng thôi. Đó, thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách kết nối vào cái rắc zin ở trên xe này. Thì anh em sẽ lấy cho mình cái dây màu vàng này. Thì anh em sẽ cắm vào cái dây màu vàng ở trên xe. Và cái dây màu hồng này anh em sẽ cắm vào cái rắc màu trắng ở trên xe. Còn tương tự như thế thì ở đây nó sẽ còn lại là cái rắc màu đỏ và cái rắc màu xanh. Thì anh em sẽ cắm vào rắc màu đỏ và màu xanh ở trên xe. Rồi, thì còn cái dây màu đen này thì tí nữa là mình sẽ hướng dẫn anh em tiếp. Rồi sau khi là mình đã kết nối xong thì anh em sẽ lưu ý cho mình những cái màu dây sao cho nó đúng anh em nhé. Thì anh em thì thấy là đây nó sẽ là dây vàng, và tương tự như thế thì ở trên này sẽ là dây vàng. Và đây nó sẽ là dây xanh, thì ở đầu trên này sẽ là dây xanh. Và đây sẽ là dây đỏ này, màu đỏ ở đây, và trên này sẽ là màu đỏ. Và màu hồng này nó sẽ vào màu trắng anh em nhé. Anh em sẽ nhớ cho mình là cái dây màu vàng và dây màu hồng này nó sẽ là dây vàng và dây trắng anh em nhé. Rồi, thì anh em có nhớ là ở đầu video thì mình có chia sẻ với anh em là nên cắt thêm những cái đoạn gen nó bé ở trong như này. Thì tí nữa là chúng ta sẽ hơ lửa nó sẽ co vào. Bởi vì anh em thì thấy là đây nó sẽ là dây dương, là điện một chiều. Còn cái dây màu hồng đây nó sẽ là dây điện xoay chiều. Thì hai cái dây này nếu mà chẳng may nó có chạm chập vào nhau thì cực kỳ là nguy hiểm. Và một cái ý nữa là lý do mình muốn chia đôi hai cái rắc này ra, hai cái bộ dây như thế này ra, nó không phải là vì nó ngầu lòi đâu. Thì anh em thì biết là khi chúng ta độ lên như thế này, trong trường hợp nếu mà cái đường dây này nó có vấn đề, nó nóng quá nó sẽ chảy những cái phần dây điện ra.
thì khi hai cái hệ thống dây mình tách ra như này thì nó sẽ là đi riêng điện một chiều và điện xoay chiều, nó không có cái sự liên quan. Còn nếu như mà chúng ta để như thế này thì có khả năng là sẽ bị chạm chập, bởi vì là trong tình trạng là chẳng may nó bị chạm chập thì nó nóng quá nó sẽ chảy cái dây này ra, cực kỳ là nguy hiểm, có thể dẫn đến cháy xe. Thì chúng ta sẽ để nó tách rời nhau ra như thế này thì nó sẽ yên tâm hơn. Và bây giờ là chúng ta sẽ kéo cái phần dây ống gen xanh ở trong này. Đó, chúng ta sẽ để thật khít vào đây. Và bây giờ là chúng ta sẽ hơ lửa nó lên để nó co vào thì nó sẽ không chạy ra chạy vào nữa. Và cái phần dây này chúng ta sẽ hơ lửa đi để cho nó ôm khít vào đây, nó sẽ không có độ cự quậy của cái dây nữa. Sau đó là mình sẽ chia sẻ anh em cái phần này, cái dây đen ở đây. Sau khi là chúng ta đã hơ lửa để cho cái ống gen co này nó co lại để nó cố định cái bộ dây của chúng ta ở đây, thì chúng ta sẽ còn thừa ra một cái đầu dây màu đen này. Cái đoạn này nó cũng rất là quan trọng thì anh em sẽ lưu ý. Thì chúng ta sẽ cắm cái dây đen này và một cái cốt cái. Đó. Thì lúc đầu video thì mình có bấm thêm một cái dây màu đen như thế này, thì mình quên không báo với anh em là nên chuẩn bị thêm một đoạn dây đen như thế này, hoặc dây màu gì cũng được, không sao cả. Đó, thì cái dây này thì anh em sẽ đấu như thế này để cho nó cùng chiều với nhau, nó sẽ đi thành một đường thẳng để hai cái dây này nó sẽ kết nối được vào nhau. Đó, thì chúng ta sẽ cắm vào. Cái dây đen này nó sẽ là cái dây đen để tính toán cái dòng sạc. Nếu như cái bình của ắc quy của chúng ta nó đủ điện rồi, nó no, nó đầy rồi, thì cái dây đen này sẽ chỉ thị cho cái con sạc này nó ngắt, nó không cho sạc vào bình ắc quy nữa để bảo vệ cái bình ắc quy của chúng ta. Nếu như cái dây đen này anh em không kết nối vào thì nó sẽ gây phù bình ắc quy của chúng ta. Rồi thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em kết nối. Thì sau khi anh em đã làm cái rắc xong như thế này thì anh em chỉ cần cắm pụp vào xe là xong. Đó, như thế này là xong. Thì ở đây là các màu dây nó đã tương ứng thì mình đã hướng dẫn anh em rồi. Thì duy nhất còn cái dây màu đen này nó sẽ kéo đi đâu? Thì cái dây màu đen này anh em sẽ tìm cho mình cái công tắc phanh chân, hoặc là cái dây đen ở chỗ cái con chớp xi nhan. Đó, thì có những cái xe cục chớp xi nhan nó sẽ ở gần, ví dụ như xe gym thì cục chớp xi nhan nó sẽ ở gần, thì anh em sẽ kéo sang đó. Hoặc là cái cục sạc của xe gym thì nó sẽ ở ngay chỗ cái bình ắc quy. Thì bên cạnh bình ắc quy thì nó sẽ có cái dây của công tắc phanh, nó cứ là dây màu đen ở trên xe Honda, nó sẽ là dây sau ổ khóa anh em nhé. Đó, thì khi chúng ta sẽ đấu vào cái dây đen sau ổ khóa đó thì cái bình ắc quy của chúng ta no đủ điện rồi, thì cái con sạc này nó sẽ ngắt sạc, nó không cho điện sạc vào bình ắc quy nữa, nó bảo vệ cái bình ắc quy của chúng ta. Đó, thì anh em chỉ cần như thế này cắm zin. Thì nếu như anh em nào có nhu cầu đặt hàng bên mình ấy, thì bên mình sẽ làm một bộ như thế này. Đó, một bộ như thế này thì về anh em chỉ việc cắm pụp phát là xong. Ở clip trước thì mình đã chia sẻ và hướng dẫn anh em cái cách lên quận này, cách tách mát rồi, thì cái này anh em cắm như zin vậy là xong. Đó, thì những cái chiếc xe mà cần phải lên sạc AT như thế này, cần phải độ lại những cái bộ mâm lửa như thế này, cần phải tách mát những cái bộ mâm lửa như thế này là để làm gì? Là để chúng ta sẽ sử dụng những cái phần bi cầu như thế này. Những cái phần bi cầu như thế này có công suất khá là lớn nên là nó sẽ tiêu thụ điện khá là nhiều. Hoặc là những cái phần bi led nhỏ nhỏ như thế này, hoặc là những cái phần bóng led nhỏ nhỏ, nó cũng gây tiêu hao điện bình ắc quy của các bạn, khiến cho cái xe của các bạn nó sẽ không đủ điện để đề đèn có xi nhan, vân vân và mây mây. Đó, thì ở clip này thì mình đã chia sẻ hướng dẫn anh em cái cách lên rồi. Thì ở clip sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách lên cho cái chiếc xe của dòng Yamaha. Cái cách lên nó cũng tương tự dạng như thế này thôi, nhưng nó sẽ khác của Honda một xíu. Rồi, cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Mình là Kim Mutun, hẹn anh em ở video clip sau. Thân ái, chào tạm biệt.